Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh đang theo dõi series livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Văn Lang, Văn Lang Q&A số thứ 19. Và như thường lệ, vào lúc 18 giờ thứ ba hàng tuần chúng ta lại được gặp nhau trên fanpage của Trường Đại học Văn Lang. Các bạn thí sinh thân mến, chúng ta hãy nhớ rằng chỉ còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước vào đợt đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là một khoảng thời gian mà chắc chắn là các bạn học sinh phải cân nhắc rất kỹ về ngành học, về trường học cũng như là những thao tác đăng ký nguyện vọng phải thật là chính xác các bạn nha. Và các bạn có thể xem lại các số tư vấn tuyển sinh hướng dẫn đăng ký xét tuyển được phát sóng trên fanpage và YouTube của Trường Đại học Văn Lang để chúng ta có thể an tâm hơn trong việc là đăng ký nguyện vọng của mình trong ngày 22 tháng 7 các bạn nha. Và đang xem cùng với những số livestream tư vấn xét tuyển đại học thì Trường Đại học Văn Lang cũng có lên sóng đều đặn chuỗi livestream tư vấn về ngành. Và ngày hôm nay là một ngành rất đặc biệt, thưa quý vị, số phát sóng thứ 19. Minh Khoa ngồi ở đây cũng đã khá là nhiều số phát sóng livestream rồi. Và mỗi lần lên sóng là mỗi cảm xúc khác nhau, thưa quý vị. Bởi vì mỗi buổi livestream Minh Khoa sẽ được gặp những thầy cô khác nhau đến từ những khoa, những ngành khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với khoa du lịch cùng với hai cô giảng viên rất là dễ thương. Các bạn thân mến, tại Trường Đại học Văn Lang thì khoa du lịch là một trong những đơn vị đào tạo lâu năm, uy tín và nhận được sự yêu thích của rất nhiều các bạn sinh viên, các bạn thí sinh từ nhiều năm qua. Và bắt đầu từ năm 2021 thì khoa mở rộng quy mô đào tạo và cụ thể là mở thêm hai ngành học tiềm năng cho các bạn trẻ, đó chính là ngành Việt Nam học và ngành du lịch. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai ngành này nha. Và bộ đôi tư vấn xịn sò của chúng ta ngày hôm nay có mặt tại trường quay này sẽ giúp các bạn trẻ cũng như là các quý phụ huynh giải đáp những thắc mắc xung quanh ngành du lịch và ngành Việt Nam học các bạn nha. Đầu tiên thì Minh Khoa xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Lê, cô là giảng viên ngành Việt Nam học. Dạ, em chào cô. Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Tôi tên là Nguyễn Thị Nguyên Lê, giảng viên ngành Việt Nam học. Xin gửi lời chúc sức khỏe và một buổi tối vui vẻ đến với tất cả mọi người. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và quý vị thân mến, tiếp theo thì Minh Khoa xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Thị Phương Linh, cô là giảng viên ngành du lịch. Dạ, em chào cô. Xin chào Minh Khoa. Xin gửi lời chào đến tất cả quý phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh đang theo dõi chương trình livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau buổi tối ngày hôm nay thì quý phụ huynh cũng như tất cả các bạn học sinh sẽ có những thông tin bổ ích cho mình. Dạ, em cảm ơn cô Linh ạ. Và các bạn ơi, ngày hôm nay bộ đôi tư vấn của chúng ta rất là trẻ trung luôn, rất là phù hợp với khoa du lịch luôn. Và cho nên là các bạn cũng hãy thể hiện sự trẻ trung, sự năng động của mình thông qua việc bình luận vào livestream của chúng tôi, để ban biên tập sẽ chuyển những câu hỏi ấy cho hai vị khách mời ngày hôm nay, để các cô có thể giải đáp những thắc mắc của các bạn nha. Ngay từ bây giờ các bạn đã bắt đầu bình luận được rồi đó. Và các cô ơi, trong lúc mà mình chờ các bạn bình luận để đặt câu hỏi thì em có cùng với ban biên tập tổng hợp những câu hỏi mà các bạn đã gửi từ trước vào fanpage của trường về hai ngành này khi mà các bạn thắc mắc trước khi mà đăng ký nguyện vọng. Thì các bạn có đặt cái câu hỏi là nhiều bạn chưa có hiểu rõ về cái sự khác biệt giữa ngành du lịch và ngành Việt Nam học, vì các bạn thấy rằng hai ngành này có một số nét tương đồng. Dạ, thì em nhờ hai cô sẽ giúp các bạn nhận biết được sự khác nhau giữa hai ngành này là những điểm nào. Dạ, đầu tiên thì em xin phép được mời cô Lê ạ. Xin cảm ơn em. Tôi là giảng viên ngành Việt Nam học nên tôi xin phép nói về chuyên ngành của mình. Ngành Việt Nam học, các bạn nghe cái tên thì chúng ta hiểu là chúng ta nói về chúng ta nói về những văn hóa, lịch sử, những cái chuẩn mực đạo đức, những trang phục truyền thống và những cái văn hóa. Và thật sự là dưới nghiên cứu cái ngành học này dưới cái góc nhìn văn hóa. Vì vậy chúng ta xem thử là từ trước đến bây giờ văn hóa truyền thống của chúng ta như thế nào, về những cái kiến trúc đền chùa, nhà thờ, những kiến trúc Phật giáo nó như thế nào, và cái văn hóa ẩm thực, những cái nét đẹp về văn hóa dưới góc nhìn về văn hóa. Ngoài ra thì chuyên ngành Việt Nam học còn có mở thêm một cái chuyên ngành, đó là bộ môn
tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây là một bộ môn cần thiết trong việc mà chúng ta đang mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, với các nước trong khu vực để mà đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thì chính cái ngành này là giúp chúng ta là kết nối với các sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài, rồi cái việc trao đổi về sinh viên giữa của Việt Nam và sinh viên nước ngoài để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và từ đó phát triển, đưa cái văn hóa của Việt Nam chúng ta quảng bá ra thế giới, khu vực, và cũng như là học hỏi chắt lọc những cái tinh hoa của nước khác đến với chúng ta. Đó là một cái thông điệp mà ngành Việt Nam học cũng mong muốn là các em sinh viên đến tiếp xúc và chúng ta cùng cái xây dựng một cái ngành học mà nó có thể là giúp đỡ cho Việt Nam ở phát triển trên khu vực và trên thế giới. Dạ, cô Lê, đó là về ngành Việt Nam học của mình. Dạ, như vậy thì còn về ngành du lịch của mình thì sao ạ, cô Linh? Cảm ơn câu hỏi được đặt ra từ Khoa cũng như là các bạn sinh viên quan tâm, các bạn học sinh đã gửi về chương trình. Thì cô Lê đã trình bày sơ nét về ngành Việt Nam học rồi, thì bây giờ cô xin phép chia sẻ một ít thông tin ngắn gọn thôi về ngành du lịch. Thế thì nó khác Việt Nam học ở điểm nào? Đó là các bạn đã nghe cô Lê trình bày là Việt Nam học sẽ thiên về văn hóa, lịch sử, về con người của Việt Nam, và đặc biệt là sẽ mở rộng hơn là đối tượng là người nước ngoài sẽ đi du học tại Việt Nam. Còn đối với ngành du lịch thì đây là ngành thuần túy hầu hết là đào tạo cho người Việt Nam đang học tại các trường đại học ở Việt Nam luôn, và sẽ tập trung vào hai hướng. Đầu tiên đó là hướng để trở thành một hướng dẫn viên, một hướng dẫn viên du lịch, và thứ hai nữa đó là sẽ tập trung nghiên cứu vào những lĩnh vực du lịch để có thể làm trong các cơ quan ban ngành ở nhà nước cũng như các trung tâm xúc tiến về du lịch. Thì đó là cái hướng đào tạo đối với ngành du lịch thì nó sẽ có khác so với Việt Nam học. Dạ, em cảm ơn cô Linh. Và em xin được hỏi cô Linh thêm một câu nữa, tại vì ngành du lịch của mình cũng có một ngành, có một cái tên, có chữ du lịch luôn, đó chính là ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Thì bởi vì nó có chung cái chữ du lịch cho nên là cũng có nhiều bạn học sinh trước khi mà mình đăng ký nguyện vọng mình cũng rất là thắc mắc, không biết là giữa ngành du lịch và ngành dịch vụ du lịch và lữ hành khác nhau ở điểm nào, và cô có thể giúp các bạn nhận biết không ạ? Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Đối với câu hỏi này thì thực tế trong giai đoạn thực hiện công tác tuyển sinh thì Khoa du lịch cũng đã tiếp nhận khá là nhiều, cụ thể là vào năm vừa rồi thì các bạn cũng rất là băn khoăn là không biết nó khác gì với nhau. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay thì cô cũng xin phép được giải thích để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn. Đó là đối với trước tiên là chúng ta bàn đến vấn đề là giống nhau, thì đầu tiên là giống Khoa có nói là về thông điệp là về du lịch, thì cả hai ngành đều có cụm từ này. Chắc chắn là sau cái chương trình đào tạo của hai ngành này sẽ làm các lĩnh vực về du lịch, nhưng mà đối với ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ thiên về định hướng là chúng ta học xong chúng ta sẽ quản trị một doanh nghiệp du lịch lữ hành nhiều hơn, và trong đó chúng ta sẽ công tác ở những lĩnh vực chẳng hạn như là về điều hành, về kinh doanh hoặc là về marketing, tổ chức sự kiện, nó sẽ thiên về hướng một doanh nghiệp lữ hành. Còn đối với ngành du lịch của mình, lúc nãy cô cũng đã từng chia sẻ, sẽ thiên về góc nhìn là trở thành một hướng dẫn viên, và thêm nữa là trở thành những người làm trong các cơ quan nhà nước, trung tâm viện sở là sẽ nhiều hơn. Thì đây là sự khác nhau cơ bản giữa hai cái ngành này, và rõ ràng là mã ngành của hai ngành cũng được tách biệt hoàn toàn với nhau. Nó chỉ giống nhau ở đoạn là ở 2 năm đầu mình sẽ có những môn học về đại cương giống nhau, nhưng mà tới đoạn chuyên sâu hơn, chia vào chuyên ngành rồi thì khối kiến thức chuyên ngành sẽ hoàn toàn khác nhau đối với hai ngành này. Dạ, em cảm ơn cô Linh ạ. Và các bạn thí sinh thân mến, mặc dù là chúng ta có rất là nhiều ngành giống nhau, tưởng chừng như là giống nhau luôn rồi, nhưng mà thực ra về cái cốt lõi của nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là việc nhận biết được từng ngành có sự khác nhau như thế nào rất là quan trọng trong việc mà các bạn chọn ngành để chúng ta sẽ theo học trong suốt 4 năm đại học của mình các bạn nha. Cho nên là những phần tư vấn vừa rồi của hai cô, các bạn nhớ nốt lại kỹ để chúng ta có những quyết định sáng suốt nhất cho bản thân của mình nha. Và bây giờ thì em xin được phép quay lại với hai ngành Việt Nam học và ngành du lịch. Dạ, một câu hỏi cũng rất là phổ thông, rất là nhiều bạn thắc mắc, đó là về mục tiêu đào tạo chính của hai ngành của mình là như thế nào ạ? Dạ, em xin được phép mời cô Lê sẽ đại diện cho ngành Việt Nam học ạ.
Mục tiêu chính của ngành Việt Nam học đó chính là khi mà chúng ta tốt nghiệp ra trường, các bạn sẽ làm được những cái vị trí như sau. Trong lĩnh vực mà nhà nước thì chúng ta có thể làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp như là ban tuyên giáo hay là sở truyền thông, vì chúng ta có những cái kiến thức về văn hóa, lịch sử đất nước, chúng ta có một cái nền tảng cơ bản là vững chắc, nên là chúng ta có cái khối kiến thức để mà mình có thể làm những công tác truyền thông, viết lách, những cái công việc mà đòi hỏi là phải có nắm rõ những hiểu biết về văn hóa, về con người, về đất nước Việt Nam. Thêm nữa, ngoài cái việc làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp, các bạn có thể làm ở các công ty xí nghiệp, và đặc biệt là những cái công ty có thể là những công ty Việt Nam đại diện ở những vị trí hành chính, cũng có thể là làm ở công ty nước ngoài. Vì sao? Vì cô đã nói trước là chúng ta có cái ngành là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chúng ta là một cái cầu nối giữa người Việt Nam và người nước ngoài, và họ cần đến Việt Nam thì họ phải biết ngôn ngữ, biết văn hóa của chúng ta. Thì chúng ta có một cái trách nhiệm, chúng ta gửi đến thông điệp cho họ về ngôn ngữ, chúng ta dạy họ cách viết, cách học, rồi những cái văn hóa của người Việt Nam, để tạo nên một cái sự kết nối, để họ sống ở môi trường Việt Nam, họ cảm thấy như là nhà của họ. Thì đó là một cái trách nhiệm khi mà chúng ta học làm sinh viên của ngành Việt Nam học. Thì chúng ta học cái ngành mà giảng dạy tiếng Việt cho nước người nước ngoài, thì chúng ta sẽ là dạy về tiếng cho người nước ngoài. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có thể làm những công việc khác như là viết lách, đặc biệt là bây giờ trên mạng xã hội, những cái việc mà yêu cầu truyền thông, yêu cầu chúng ta phải có những cái năng lực đặc biệt về việc những cái cảm nhận về văn hóa, thì đó là những cái cơ sở để chúng ta có thể mà học cái ngành Việt Nam học, và chúng ta tận dụng cái cơ hội này để mà chúng ta có được một việc làm thực sự phù hợp và thực sự đáp ứng được cái nhu cầu trong xã hội hiện đại. Dạ, em cảm ơn cô. Tự nhiên nghe cô chia sẻ câu này, cái em không biết sao cái em tự hào về Việt Nam mình ghê luôn. Dạ, để phổ cập những văn hóa của nước mình đến nước bạn. Rồi nghe đến cái khúc đó em rất là có hứng thú và rất là thật sự là thích luôn, tại vì bản thân em cũng là một người rất là yêu đất nước của mình, quê hương của mình. Cho nên là qua những chia sẻ của cô, em phải nói là một cái lòng tự hào nó dâng trào mãnh liệt. Dạ, đó là về ngành Việt Nam học của cô Lê. Còn về phía cô Linh thì cô có thể chia sẻ một chút với em và các bạn thí sinh về mục tiêu đào tạo chính của ngành mình không cô? Về mục tiêu đào tạo chính của ngành du lịch thì trong bất kỳ một chương trình đào tạo nào cũng đều có những mục tiêu cụ thể. Thì đối với ngành du lịch sẽ có 3 mục tiêu chính. Đầu tiên đó là trang bị cho tất cả các bạn sinh viên những kiến thức giúp chúng ta sau này chúng ta ra làm nghề, khối kiến thức chuyên nghiệp, giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với xã hội, và đặc biệt là cụ thể là tại Việt Nam của chúng ta. Đó là về khối kiến thức. Thứ hai đó là về kỹ năng. Về kỹ năng, thông qua những kiến thức đã học thì sinh viên có thể vận dụng, có thể đánh giá, có thể phân tích được, để từ đó vận dụng những kiến thức của mình áp dụng vào cho ngành để góp phần phát triển ngành du lịch, và đặc biệt cụ thể là tại Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng đó là định hướng mục tiêu thứ ba, đó là giúp chúng ta trở thành một người công dân tốt hơn, có trách nhiệm với xã hội, đồng thời phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thì đây là 3 mục tiêu chính trong chương trình đào tạo của ngành du lịch tại trường Đại học Văn Lang. Dạ, em cảm ơn cô Linh. Lúc nãy thì cô Linh có chia sẻ là ngành du lịch của mình là có đào tạo cho các hướng dẫn viên du lịch tương lai, đúng không cô? Dạ, bản thân em trong khi mà em còn học cấp 3 thì em cũng rất là ham mê được học hướng dẫn viên. Tuy nhiên có một cái trở ngại rất là to lớn là em bị say xe rất nặng. Dạ, cho nên là ngày hôm nay em mới làm MC để ngồi nói chuyện với các cô làm về du lịch, để mình thỏa cái lòng đam mê về du lịch của mình. Dạ, và các bạn thí sinh thân mến, quay trở lại với ngành Việt Nam học thưa quý vị. Và em xin được hỏi cô Lê, đó là về đối tượng đào tạo của mình. Thì theo em được biết, và như lúc nãy cô đã nói là trường Đại học Văn Lang, ngành Việt Nam học của mình có tuyển sinh dành cho cả hai đối tượng, đó là người Việt Nam và người nước ngoài luôn. Dạ, vì sao lại có cái sự mở rộng đối tượng như thế này ạ? Chúng ta biết là ngành Việt Nam học là đối tượng là sinh viên Việt Nam, là hướng đến là các em đang là học sinh, đang ngồi trên ghế nhà trường, và các em muốn biết về chính bản thân của chúng ta, chính cái nền văn hóa chúng ta một cách sâu sắc hơn, dưới cái lăng kính là về văn hóa, về sự kết nối giữa chúng ta với các nước trong khu vực,
để mà phát triển, bảo tồn cái di sản văn hóa của chúng ta, đồng thời là quảng bá cái tinh thần về văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Đó là mục tiêu của ngành Việt Nam học. Rồi còn đối với sinh viên nước ngoài, đó là sự gọi là trao đổi các bạn sinh viên của chúng ta có thể đến các nước khác, các nước mà nằm trong cái khu vực mà chúng ta có cái sự tương tác, ví dụ như là Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào, rồi đó là hoặc là chính các sinh viên của các nước đó họ sẽ đến Việt Nam để học chương trình. Các em hình dung là có một sự trao đổi, đó là một cơ hội để chúng ta có thể đi nước ngoài khi mà chúng ta đang còn là sinh viên. Sau này khi các em tốt nghiệp ra trường thì cái việc đi nước ngoài là hoàn toàn có thể rồi. Nhưng mà chính trong cái môi trường mà 4 năm đại học, em cũng hoàn toàn có thể đi nước ngoài và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là một cái, cô nghĩ là một cái cơ hội cho các sinh viên, tân sinh viên của ngành Việt Nam học. Đồng thời là các em biết ngành Việt Nam học của trường Đại học Văn Lang, trường có một cái cơ sở vật chất rất tốt, rất đẹp, mọi thứ đều rất tươm tất. Nhìn vào là một cái sự mà quy củ, chuyên nghiệp. Nên cô nghĩ là khi các em đăng ký nguyện vọng và học ngành Việt Nam học ở trường Đại học Văn Lang là chúng ta có cơ hội để chúng ta đi thực tế ở trong nước là điều hiển nhiên, và chúng ta hoàn toàn có cơ hội và chắc chắn là trường sẽ sắp xếp cho chúng ta có những chuyến trao đổi học hỏi với các nước trong châu Á, trong khu vực. Dạ, em cảm ơn cô. Và với những cái cơ hội mà ngành đã trao cho các bạn sinh viên theo học thì em xin được hỏi cô, đó là về định hướng đào tạo của ngành mình, ngành Việt Nam học sẽ có những cái điểm gì nổi bật ạ? Điểm nổi bật có lẽ là cô thấy có rất nhiều điểm nổi bật về ngành Việt Nam học của chúng ta. Khi mà bắt đầu năm đầu tiên các em học những cái lý thuyết cơ bản, về được sự hướng dẫn của các thầy cô rất nhiệt tình, các thầy cô đã có cái sự chuyên nghiệp về chuyên môn, có những có kinh nghiệm và đặc biệt là có một cái tinh thần yêu nghề. Và thứ hai nữa là trường khoa lại có cơ hội lại nhiệt tình hỗ trợ cho các em khi mà chúng ta các em có cái đề xuất gì đó gửi đến khoa, đến trường, thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi, những cái phản hồi tích cực với một cái mục đích duy nhất là tạo điều kiện cái cơ hội học tập tốt nhất cho các em. Đó là những cái điểm mạnh và những cái điểm nổi bật mà cô thấy từ trường Đại học Văn Lang. Và đặc biệt là cái cơ sở vật chất, cô là muốn nhắc tới một lần nữa là cô cảm thấy vô cùng hài lòng với cơ sở vật chất trường mình, từ máy móc, trang thiết bị, rồi tạo điều kiện cho chúng ta đi thực tế, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Thêm vào nữa là chúng ta sẽ xây dựng những cái chuyên đề về việc mà những cái chuyên đề, những cái giáo trình về việc mà dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, để mà chúng ta đẩy mạnh ở cái khía cạnh này, giúp cho các bạn có thể giao tiếp với các sinh viên khác. Ngoài cái việc chúng ta học hỏi lẫn nhau, các sinh viên học hỏi lẫn nhau, cái việc mà chúng ta đi ra nước ngoài và học hỏi những điều hay, những cái điều lý tưởng, những cái mà đặc biệt của sinh viên nước khác là một điều mà cô và các giáo viên khác và cô nghĩ là các em cũng rất hy vọng và chờ đợi ở cái ngành học Việt Nam học này. Và cái việc mà kết nối với các nước trong cùng cái chương trình đào tạo, ví dụ Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, đặc biệt là Hàn Quốc, khi mà các em thấy là thời gian gần đây người Hàn Quốc, rồi người Nhật Bản, nhiều người khác họ đến Việt Nam, họ đóng góp về kinh tế, có sự giao lưu về kinh tế, đó chính là cái cơ hội để chúng ta tiếp xúc và đưa cái ngành học mình vào thực tế. Nó không chỉ là chúng ta đọc sách, đọc vở, mà thực tế là chúng ta đi đến các cơ quan của họ, học hỏi cách làm của họ, giao tiếp bằng chính ngôn ngữ của chúng ta và có thể là thông qua một ngôn ngữ trung gian. Đó là lý do mà ngành Việt Nam học ngoài, chúng ta học về ngôn ngữ chúng ta rất rất tốt, rất gọi là chỉnh chu ra, thì chúng ta còn một cái ngôn ngữ không trung gian, và trường sẽ tìm mọi cách tạo mọi cơ hội để chúng ta có thể học cái ngành ngôn ngữ một người trung gian như là tiếng Nhật hay tiếng Trung Quốc hay là tiếng Anh, cái ngôn ngữ nào đó mà nó phù hợp với tất cả các sinh viên ở trong trường. Và cái việc mà chúng ta phù hợp vì có rất nhiều người nước ngoài đến với chúng ta, thì việc các em sẽ chọn một cái ngôn ngữ trung gian để học thật là tốt nhất bên cạnh cái ngôn ngữ chính là tiếng Việt. Dạ, em cảm ơn cô. Các bạn thí sinh thân mến,
Khoa khi mà ngồi đây nghe cô chia sẻ về định hướng đào tạo của ngành Việt Nam học, coi như là mình mê giùm các bạn luôn, mê giùm những bạn nào mà sắp tới sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Việt Nam học của trường Đại học Văn Lang. Và cũng hy vọng là các bạn khi mà nghe cô giải đáp xong, nếu như mà chỗ nào mà mình thấy cô nói còn hơi chung chung, mình muốn biết rõ hơn nữa về cái vấn đề đó thì mình có thể comment vào để ban biên tập của chúng tôi sẽ chuyển đến cô nhé. Và bây giờ quay trở lại với ngành du lịch cùng với cô Linh. Dạ cô ơi, thì có một cái câu hỏi cũng rất là dễ thương mà em muốn dành tặng cho cô với ngành du lịch của mình. Đó chính là theo cô là các bạn trẻ thì mình có cần những cái tố chất nào để mình có thể theo học ngành du lịch ạ? Cảm ơn Khoa. Đối với câu hỏi này thì bản thân theo góc nhìn cá nhân của cô thì cô nghĩ rằng nếu các bạn muốn học ngành du lịch thì chắc là trước hết các bạn phải có trong mình niềm sở thích về du lịch trước đã. Đó là cái đầu tiên. Tiếp theo là các bạn cần phải có sự tự tin cũng như năng động nhất định để chúng ta có thể theo được cái ngành này. Về vấn đề lúc nãy mà Khoa có chia sẻ là vấn đề bị say xe đó, thực ra trước đây khi mà làm trong lĩnh vực cụ thể là trong doanh nghiệp thì cũng rất nhiều bạn hoặc là anh chị hướng dẫn viên họ cũng đã từng chia sẻ là họ từng xuất phát điểm là một người rất rất say xe, nhưng vì cái niềm đam mê về du lịch cho nên họ luyện tập, thậm chí có những người người ta đi xe buýt ví dụ như là trung bình khoảng một tuần họ sẽ dành thời gian bao nhiêu thời gian đó để họ tự đi xe buýt, họ tự bắt các chuyến xe đi để mỗi lần như vậy họ tập thói quen của mình để giảm bớt cái sự say xe đó, và từ từ tự nhiên nó trở thành một cái thói quen và họ đã cải thiện được gần như là hoàn toàn việc này. Thì đây là những cái một số trường hợp thực tế mà cô cũng đã từng tiếp nhận. Cho nên nếu như bạn nào như giống như Khoa đi, có một niềm đam mê về du lịch rất là lớn nhưng mà mình cứ ngại về vấn đề là mình hơi bị say xe, thì cô nghĩ đó không phải là một vấn đề quá lớn. Quan trọng là bản thân mình đang xác định được là mình thật sự muốn và đang thích cái gì. Thì nếu như chúng ta có một động lực nhất định, chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có cách để chúng ta vượt qua điều đó. Thì cô nghĩ là quay về cái câu hỏi của Khoa, đó là cần phải có sự năng động, tự tin, và chắc chắn là phải có ít nhất phải có chút xíu gì đó cái sự thích đi du lịch trước đã. Thì chúng ta có thể bắt đầu học với ngành này cũng như là sau này chúng ta đi làm. Dạ, em cảm ơn cô. Em cũng có rất là nhiều người bạn học du lịch thì họ cũng đã từng có một cái quá khứ say xe kinh khủng còn hơn em, nhưng mà với một cái lòng nhiệt huyết và một cái đam mê về ngành du lịch, phải nói là đam mê không có ngành nào thay thế được luôn trong lòng của họ, cho nên là họ đã vượt qua mọi khó khăn, họ đã tự nỗ lực để các bạn ấy có thể là chinh phục được ước mơ của mình. Dạ. Và các bạn thí sinh ơi, nếu như mà bây giờ các bạn có theo học ngành du lịch hoặc là ngành Việt Nam học thì chúng ta đều cần có sự năng động. Thế thì các bạn hãy thể hiện sự năng động đó bằng cách là thả tim cho hai vị khách mời dễ thương của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Và sắp tới đây thôi, một thời gian ngắn, một vài phút nữa thôi là chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển qua phần trả lời câu hỏi trực tiếp. Cho nên là các bạn nhớ là bình luận thiệt là nhiều vào và tag những người bạn mà có chung chí hướng với mình cũng cùng đặt câu hỏi để hai cô có thể giải đáp tất tần tật những khúc mắc của các bạn nha. Và quay trở lại với cô Linh cùng với ngành du lịch. Dạ, thì em xin phép được hỏi cô một câu nữa, đó là về định hướng đào tạo của ngành mình ở trường Đại học Văn Lang là như thế nào cô hen? Đối với định hướng đào tạo ngành du lịch tại trường Đại học Văn Lang thì như ban đầu cô cũng đã có chia sẻ, đó là sẽ tập trung vào hai cái chuyên sâu dính. Thì đầu tiên đó là chuyên sâu về hướng dẫn viên du lịch, và chuyên sâu thứ hai đó là về lĩnh vực văn hóa và quản lý. Đối với chuyên sâu về hướng dẫn viên du lịch thì khi các bạn học xong chương trình đào tạo này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục để được cấp giấy thi, để được cấp cái giấy chứng nhận là hướng dẫn viên du lịch trước, rồi sau đó mình sẽ dùng giấy chứng nhận đó để tiếp tục mình chuyển đổi thành thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Và nếu trình độ ngoại ngữ của các bạn đạt theo yêu cầu thì các bạn sẽ tự tin chúng ta nộp hồ sơ để chúng ta đổi thành thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Thì đó là chuyên sâu đầu tiên. Và chuyên sâu thứ hai đó là liên quan đến lĩnh vực văn hóa về du lịch
để làm trong các cơ quan ban ngành của nhà nước cũng như các trung tâm xúc tiến, thì đây là hai cái hướng chuyên sâu chính trong ngành đào tạo, ngành du lịch của trường Đại học Văn Lang của mình đang mở. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và các bạn thân mến, về định hướng đào tạo của ngành du lịch và ngành Việt Nam học là mình cũng đã biết rồi đó. Bây giờ thì như Minh Khoa có kêu gọi các bạn lúc nãy là nếu mà trong quá trình mà các cô trả lời mà có điểm nào mà các cô còn chưa nói chi tiết hơn mà các bạn muốn nghe nhiều hơn về vấn đề đó, thì các bạn hãy đặt câu hỏi dưới phần bình luận. Và Minh Khoa đã nhận được những câu hỏi đầu tiên của các bạn từ ban biên tập gửi về. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay với sự góp mặt của hai cô thì hai cô sẽ giải đáp cho tất cả các bạn nào mà đã có hỏi trên phần bình luận của livestream, cũng như là những bạn mà đã gửi những câu hỏi về cho fanpage của trường trước đó. Và ban biên tập sẽ tổng hợp tất cả để hai cô có thể trả lời cho tất cả các bạn thí sinh nha. Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, Minh Khoa sẽ đọc câu hỏi đầu tiên luôn nha. Dạ, câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi về ngành du lịch của Linh. Dạ. Câu hỏi của bạn Hoàng Yến. Bạn Hoàng Yến đặt là: dạ thưa cô có nói ngành du lịch có chuyên ngành, em không biết cụ thể là em học chuyên sâu những gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hoàng Yến. Đối với câu hỏi này thì cô xin phép trả lời như sau. Mình sẽ học hai chuyên sâu, nghĩa là trong 2 năm đầu mình sẽ học những khối kiến thức liên quan đến đại cương cũng như là cơ sở ngành, rồi sau đó 2 năm tiếp tục thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình các bạn muốn đi theo hướng chuyên sâu nào là nhiều hơn. Các bạn muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch nhiều hơn, hay các bạn muốn vừa có kiến thức liên quan đến hướng dẫn viên du lịch nhưng mà song song đó vẫn có kiến thức về mảng điều hành, cũng có kiến thức về thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch, những kiến thức tổng quan đó, thì mình sẽ chọn theo hướng chuyên sâu là về văn hóa, là về du lịch. Dạ, em cảm ơn cô. Và các bạn thân mến, nhớ nha là có những thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi nha các bạn. Và chúng tôi sẽ ưu tiên những câu hỏi từ phần bình luận trước, rồi sau đó mới tới những câu hỏi của các bạn gửi về cho fanpage trường. Cho nên là các bạn nhớ là hỏi nhiều lên nha, và thả thêm nhiều lên cho hai cô nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi dành cho cô Lê. Dạ, câu hỏi của bạn thí sinh với câu hỏi là: em muốn làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, thì học Việt Nam học có được không ạ? Dạ, em hỏi cô. Nếu em muốn làm các công tác liên quan đến viết bài, báo chí, truyền thông thì hoàn toàn có thể học ngành Việt Nam học. Vì sao? Vì chúng ta đã có những kiến thức cơ bản về văn hóa, và các em biết ngành Việt Nam học nghiên cứu dưới góc độ văn hóa, và khi mà các em đi vào chuyên ngành học, chúng ta sẽ học tiếp cận nhiều đối tượng. Các em có thể học liên quan đến văn học, liên quan đến cấu trúc, kiến trúc, liên quan đến văn hóa các dân tộc Việt Nam, các nước trong khu vực. Đó cái có nghĩa là cô muốn nói đến các em là chúng ta có một cái khối lượng kiến thức cơ bản, và đòi hỏi là khi chúng ta viết bài chúng ta phải có kiến thức, và chính cái điều này là cái nền tảng, là cơ sở để cho các em viết lách, để đưa những cái thông tin đến với công chúng. Và đặc biệt là vì cái chuyên ngành của chúng ta là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chúng ta nhấn mạnh đến yếu tố ngôn ngữ, có nghĩa là câu cú chúng ta viết ra nghiêm trang, chỉnh chu, hoàn hảo, tất cả đều được gọt giũa, thì hoàn toàn là một cái cơ sở để các bạn đi vào ngành báo chí được. Đó. Vừa có kiến thức về xã hội, vừa có kiến thức về ngôn ngữ, và vừa có một cái sự mở rộng vì tiếp xúc giao lưu với các bạn học viên trên thế giới, thì hoàn toàn em có nhiều góc nhìn và em có thể trở thành một nhà báo trong tương lai. Thêm nữa thì các em có thể học vào một vài cái chuyên đề khác để bổ sung vào cái ngành báo chí, ví dụ như là diễn đạt trước công chúng, hay là các kỹ năng như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bài, rồi làm sao để xây dựng một cái thông tin mà hoàn hảo đến với người xem. Và cô khẳng định một lần nữa là chúng ta học ngành Việt Nam học hoàn toàn có thể trở thành một nhà báo trong tương lai. Dạ, em cảm ơn cô Lê ạ. Và rõ ràng chắc là tất cả các bạn thí sinh cũng đều biết việc mà mình viết báo thì những câu từ của mình sử dụng nó phải thật sự là chính xác, phải không ạ? Tại vì cơ quan báo đài, nhất là những cơ quan báo đài của cấp cao của Việt Nam, của đất nước, thì
Càng lên những cơ quan báo nổi tiếng, càng lên những cơ quan báo lớn thì mình cần phải có một sự chỉnh chu, rất chỉnh chu. Cho nên là ngành Việt Nam học sẽ đáp ứng được công việc này cho các bạn nha. Và một câu hỏi nữa Minh Khoa nhận được từ bạn Minh Kiệt dành cho ngành Việt Nam học của mình luôn, cô Lê. Dạ, bạn hỏi là trong quá trình học thì ngành Việt Nam học ngoài học về lịch sử, địa lý, con người thì mình còn được học gì khác nữa ạ? Ngoài học về lịch sử, địa lý, con người, chúng ta học có thể nói là ngành Việt Nam học là ngành nghiên cứu liên ngành, nên là chúng ta có thể học về nghệ thuật, nghệ thuật tranh, rồi những cái nghệ thuật về liên quan đến truyền thống của dân tộc, rồi chúng ta có thể học về các nền văn hóa của các nước trong khu vực. Chúng ta đi ngược về, chúng ta học về những cái truyền thống trong lịch sử, chẳng hạn cô ví dụ như là truyền thống về về phong cách ăn mặc đi, chúng ta sẽ có những cái chuyên đề học nó kéo dài từ truyền thống rồi nó thay đổi qua các thời kỳ cho đến thời đổi hiện nay. Đó là những cái mà chúng ta hiểu rằng là ngành Việt Nam học nó có thể cái nhìn về đa chiều và nó nhìn nhiều một cái sự mà liên kết liên ngành. Có thể chúng ta sẽ học về kiến trúc, kiến trúc Phật giáo, kiến trúc về những cái thời mà quá khứ để lại trong suốt cái giai đoạn lịch sử của dân tộc. Rồi chúng ta sẽ học về những nền văn học khác nhau, văn học Việt Nam, rồi văn học các nước, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, trang phục, những cái truyền thống, tất cả đều trở thành cái đối tượng nghiên cứu của ngành Việt Nam học. Dạ, em cảm ơn cô. Các bạn thân mến, ngành Việt Nam học, mặc dù ở trường Văn Lang thì mới xuất hiện ngành thôi, nhưng mà rõ ràng là các bạn thí sinh cũng rất là quan tâm đến ngành của mình. Khi mà mình có thấy các bạn đã đặt nhiều câu hỏi, cũng như là đã gửi về riêng cho fanpage của trường rất là nhiều câu hỏi liên quan đến ngành. Và bây giờ thì mình tạm thời một chút xíu là mình quay qua với ngành du lịch các bạn nha. Bởi vì ngành du lịch cũng có rất nhiều bạn đang quan tâm, và phải nói là ngành du lịch là một trong những ngành hot của trường Đại học Văn Lang. Dạ. Em vừa nhận được một câu hỏi của bạn Hương Giang về ngành du lịch. Dạ. Em chào cô, em là con gái và em muốn hỏi nếu học ngành du lịch mà không làm hướng dẫn viên thì còn những công việc nào có thể theo đuổi? Em cảm ơn cô. Dạ, câu hỏi này thì hình như nãy là cô có giải đáp một phần rồi đó. Bây giờ cô có thể nói rõ hơn cho bạn Hương Giang biết được không ạ? Cảm ơn Khoa, cảm ơn câu hỏi từ bạn Hương Giang về việc là con gái thì mình, nếu mà mình không chọn là công việc là hướng dẫn viên thì còn công việc nào khác hay không, thì còn rất nhiều công việc liên quan đến ngành nghề du lịch của mình nhé Giang ơi. Bởi vì trong chương trình đào tạo của mình sẽ có khá là nhiều môn học, và trong đó ngoài việc tập trung giảng dạy những kiến thức về lịch sử, về văn hóa, về tuyến điểm liên quan đến ngành hướng dẫn viên ra, thì chương trình đào tạo vẫn còn rất nhiều môn học, học phần liên quan đến thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch, liên quan đến kiến thức về điều hành tour, cũng như là những ứng dụng những công nghệ mới để làm sao khi sinh viên tham gia chương trình học này xong sẽ đáp ứng được nhu cầu hiện tại, có nghĩa là thích ứng hội nhập được với xu thế phát triển hiện tại. Cho nên hoàn toàn có những công việc ngồi ở văn phòng và phù hợp với nữ nếu như Giang không muốn sau này mình sẽ làm hướng dẫn viên. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và tiếp theo một câu hỏi nữa cũng về ngành du lịch luôn. Dạ, cho em hỏi ngành du lịch thì học bao quát vậy, nếu muốn theo đuổi một lĩnh vực chuyên sâu thôi thì có được chọn không ạ? Em có định hướng muốn làm việc tại lãnh sự quán của Việt Nam thì có cơ hội không ạ? Dạ, em mời cô Linh. Rồi, cảm ơn câu hỏi tiếp theo từ bạn. Về câu hỏi bạn mong muốn làm việc trong lãnh sự quán hoặc thậm chí là đại sứ quán, thì chắc chắn là trước tiên các bạn phải đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ là cái đầu tiên. Và cũng xin chia sẻ luôn với tất cả các bạn, đó là chương trình đào tạo ngành du lịch của khoa du lịch trường Đại học Văn Lang thì có đến 7 chương trình đào tạo về ngoại ngữ, nghĩa là chúng ta sẽ học theo 7 cấp độ đi từ thấp lên cao. Và song song đó, sinh viên sẽ được chọn học một ngôn ngữ 2. Thì ngôn ngữ 2 trong đó sẽ có tiếng Hàn, hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Nhật, hoặc tiếng Hoa. Thì
các bạn rõ ràng các bạn có thể thấy rằng ngoài việc tiếng Anh chúng ta được trao dồi, chúng ta được học rất là chuyên sâu, thì bên cạnh đó chúng ta còn có thêm được một ngoại ngữ hai cho bản thân mình nữa. Thế thì bản thân cô nhìn nhận chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được, đầu tiên là về mặt ngoại ngữ nếu các bạn mong muốn làm việc trong lãnh sự quán, và cái thứ hai tiếp theo muốn xác định được bạn có thể làm được hay không thì chúng ta cần phải xác định được yêu cầu cho vị trí mà bạn đang muốn apply vào lãnh sự quán, đó là yêu cầu như thế nào. Chắc chắn nếu chúng ta có một nguồn kiến thức về du lịch, chúng ta có kiến thức về lịch sử, về văn hóa liên quan, thì chắc chắn đó cũng sẽ là một trong những thế mạnh khi chúng ta hợp hồ sơ, chúng ta ứng tuyển vào những vị trí liên quan trong lãnh sự quán mà bạn đang đề cập tới ha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và các bạn thân mến, Minh Khoa vừa nhận được nhiều câu hỏi nữa. Bây giờ Minh Khoa xin được đọc một câu hỏi dành cho ngành Việt Nam học. Dạ. Dạ cô cho em hỏi, em có định hướng làm thuyết minh viên tại các bảo tàng, thì khi em học ngành Việt Nam học thì có được không ạ? Dạ em mời cô lên. Nếu em có ý định làm thuyết minh viên ở các bảo tàng, các nơi mà chúng ta có thể giới thiệu về lịch sử, về văn hóa của Việt Nam, thì hoàn toàn các em có thể học ngành Việt Nam học. Và cái ngành mà nó liên quan đến việc là dưới cái góc nhìn văn hóa nó nhiều, có nghĩa là chúng ta đi thuyết minh nó thiên về cái văn hóa, chúng ta muốn gửi gắm những cái thông điệp về văn hóa, về con người, thì chúng ta sẽ học cái ngành này để chúng ta nắm rõ hơn và nói cho mọi người biết về cái thuyết minh ở các bảo tàng, rồi các di tích lịch sử, các nhà tù. Đó là nơi mà các em có cái kinh nghiệm, có cái kiến thức về ngành Việt Nam học, và chúng ta sẽ cộng tác ở đó. Và bên cạnh đó cô cũng bổ sung thêm là có một vài người có thể là nổi tiếng rồi, họ sẽ học cái chuyên ngành Việt Nam học và họ sẽ công tác ở những cái lĩnh vực mang tính chính trị như là lãnh sự quán, đại sứ quán. Vì vậy Việt Nam học là một cái ngành, là một cái cơ hội để khi mà các em tiếp cận, các em có thể vào làm việc ở những vị trí mà nó có cái thiên hướng, mà nó có cái xu hướng chính trị. Thì về làm việc ở đại sứ quán, lãnh sự quán, rồi về truyền thông báo chí, rồi về thuyết minh viên, thuyết ngôn viên, hoặc là những cái ngành mà liên quan đến là truyền thông, thì hoàn toàn các em có thể học ngành Việt Nam học và chúng ta ứng dụng những kiến thức đã học để mà chúng ta xây dựng cái nghề nghiệp cho bản thân mình. Dạ em cảm ơn cô ạ. Các bạn thân mến, rõ ràng là cơ hội nghề nghiệp của chúng ta trong tương lai rất là rộng mở đối với hai ngành này phải không ạ? Và bây giờ thì quay lại ngành du lịch một chút xíu, có một câu hỏi ngắn gọn thôi. Hồi nãy em cũng đã hỏi cô Linh rồi, thì em xin được mời cô Linh sẽ giải đáp kỹ hơn nữa cho bạn này nha. Dạ, bạn hỏi là ngành du lịch thì đòi hỏi em phải có tố chất nào? Dạ. Cô xin phép chia sẻ cụ thể hơn về cái thắc mắc này từ bạn. Là tố chất nó sẽ là những cái gì nó thiên bẩm, những cái gì thiên bẩm, giống như là ông trời ông sẽ cho mỗi người có một điểm mạnh nhất định. Ví dụ sẽ có người là người ta sẽ có sự hoạt ngôn, có người người ta sẽ có sự tự tin mạnh dạn trước đám đông chẳng hạn. Và đồng thời ngoài ưu điểm đó, ngoài những cái tố chất đó, thì chắc chắn trong mỗi con người họ sẽ đều có những cái yếu điểm nhất định. Cho nên khi chúng ta muốn học trong ngành du lịch thì tố chất, cô nghĩ là tố chất mà tiên quyết á, là chắc chắn là phải là có sự năng động và sự tự tin. Nhưng mà nếu như bạn nào mà cảm giác bản thân mình hơi tự tin thôi, mình chưa thật sự tự tin lắm chẳng hạn, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng. Bởi vì khi các bạn tiếp xúc với môi trường đại học rồi, sẽ có nhiều cái nó rất là khác. Và đặc biệt nữa là tại môi trường của trường Đại học Văn Lang có rất rất nhiều sự kiện diễn ra trong một năm học xuyên suốt, từ nhỏ cho đến lớn. Thì thông qua những chương trình như vậy, từ từ mỗi bản thân chúng ta, nếu các bạn chịu khó tham dự những chương trình đó, thì những sự tự tin nè, sự năng động của bản thân mình từ từ càng ngày lại càng được bồi đắp thêm, để chúng ta có những cái kinh nghiệm, những có thể là gọi là
bản lĩnh mà đứng trước đám đông chẳng hạn. Chẳng hạn có nhiều bạn thích làm hướng dẫn viên, nhưng mà tâm lý tự tin là một chuyện nha, nhưng mà khi đứng trước đám đông thì có thể là bạn đó sẽ hơi rụt rè, cũng như là hoặc chưa được hoạt ngôn cho lắm, mặc dù bản thân bạn đó bên trong có một cái tố chất là rất tự tin. Nhưng khi tiếp xúc với đám đông thì bạn vẫn còn chút nào đó hơi rụt rè, chút phân vân khi đứng trước du khách chẳng hạn. Thì thông qua những hoạt động trong chương trình, trong môi trường đại học, nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta bồi dưỡng thêm về cái tố chất bên trong bản thân mình, cũng như khắc phục được những điểm yếu của mỗi bản thân chúng ta khi chúng ta muốn bắt đầu một cái ngành nghề nào đó. Không chỉ là du lịch hoặc là Việt Nam học đâu, trong tất cả các ngành nào cũng như vậy hết. Có thể là chúng ta đam mê, chúng ta thích, nhưng bản thân chúng ta còn một số hạn chế nào đó mà tự chúng ta cảm thấy ngay từ bây giờ mình ngại quá, mình không dám đăng ký vô cái ngành đó. Nhưng cô động viên các bạn là hãy cứ tự tin, chúng ta lựa chọn cho mình một cái ngành học. Trước tiên là mình cứ phải thích trước đã, chứ còn nếu mà mình không thích thì rất là khó để duy trì. Phải thích trước đã, còn những gì liên quan đến điểm mạnh, điểm yếu của mọi cá nhân, cũng như là tố chất của bản thân của mỗi người, từ từ nó sẽ phát triển và nó sẽ thay đổi theo thời gian, giúp cho chúng ta ngày một tốt hơn. Dạ. Nhắc tới đứng nói trước đám đông thì em có nhận được một câu hỏi nữa, cũng là một cái nghề liên quan đến đứng trước đám đông luôn. Dạ. Bạn Đoàn Tuấn có câu hỏi là học ngành du lịch thì có thể làm giảng viên không ạ? Dạ em mời cô. Cảm ơn câu hỏi từ Tuấn, một câu hỏi cũng rất là hay ha. Cô muốn giới thiệu đến cho các bạn, thì nếu như các bạn lựa chọn ngành nghề là ngành chọn học ngành du lịch thì các bạn hoàn toàn có thể trở thành một giảng viên trong tương lai. Bởi vì thông qua những chương trình học, chúng ta có những môn học rất là chuyên sâu, nghiên cứu về văn hóa, về du lịch, và cũng như những kiến thức tổng quan về ngành của mình. Nếu bạn nào có quan tâm, mong muốn sau này mình sẽ trở thành một giảng viên trong tương lai, các bạn có thể theo học. Sau đó chúng ta cũng có thể lựa chọn là tiếp tục học lên cao học, hoặc là sẽ bồi dưỡng thêm kiến thức bằng những kiến thức thực tế của mình. Mình đi làm, ra bên ngoài mình làm một thời gian, mình trau dồi thêm kiến thức thực tế, bổ trợ thêm kiến thức mình tiếp thu từ chương trình học cao học của mình nữa, thì nó sẽ giúp mình trở thành một người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là thiên về nghiên cứu, và sau này chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một giảng viên trong tương lai. Dạ, em cảm ơn cô Linh ạ. Và các bạn thân mến, nãy giờ thì bên ngoài những câu hỏi, những phần bình luận đặt cho hai cô về hai ngành của mình ngày hôm nay, thì Minh Khoa còn thấy là các bạn có quan tâm về kết quả xét tuyển sớm tại Văn Lang. Đối với những thắc mắc này thì các bạn ơi, Văn Lang đã lên sóng chương trình livestream tư vấn xét tuyển đại học vào thứ năm tuần trước các bạn nha. Tụi mình có thể tìm lại cái livestream này ở trên fanpage của trường cũng như là YouTube trường Đại học Văn Lang, và các bạn xem lại để có thể tự giải đáp cho những thắc mắc của mình. Bên cạnh đó thì đội ngũ admin của trường Đại học Văn Lang vẫn luôn túc trực để trả lời trực tiếp vào phần bình luận của các bạn, cũng như là những thắc mắc mà các bạn gửi riêng trong phần tin nhắn của bay các bạn nha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Và nãy giờ thì Minh Khoa tiếp tục nhận được những câu hỏi về... Rồi, một câu hỏi này khá là đặc biệt. Một câu hỏi phân vân giữa hai ngành. Dạ, cho nên là em xin được phép mời hai cô trước luôn. Dạ, em xin phép được cô Lê... xin được mời cô Lê trả lời trước coi cô ha. Dạ, em thích học nghiên cứu về nền du lịch của Việt Nam, thì nên học du lịch hay là Việt Nam học? Dạ, em mời cô Lê. Bạn thích học về nền... Dạ, nền văn hóa, nền du lịch của Việt Nam em cũng không hiểu lắm, nhưng mà dạ, cô có thể hiểu là nền văn hóa của Việt Nam. Bạn muốn học về nền văn hóa của Việt Nam thì nên học ngành du lịch hay là ngành Việt Nam học? Đầu tiên là cô cảm ơn em đã quan tâm tới trường Đại học Văn Lang và quan tâm đến khoa du lịch và khoa Việt Nam học. Thì cái việc mà chúng ta muốn học về văn hóa thì chúng ta nên lựa chọn học ngành du lịch hay là học ngành Việt Nam học. Này, cô muốn... Có lẽ là để mà hiểu rõ hơn về văn hóa con người thì chúng ta sẽ đi chuyên sâu về ngành Việt Nam học nhiều hơn. Đúng không? Các bạn có đồng ý với cô không? Nếu chúng ta muốn nghiên cứu một cách chuyên sâu về văn hóa, về nền tảng văn hóa, về con người thì chúng ta học ngành Việt Nam học. Đó.
Và có một cái ưu điểm là ngành Việt Nam học nó lại là liên quan tới đa ngành, nghiên cứu đa ngành. Có thể là nó sẽ có một sự kết hợp giữa ngành Việt Nam học và ngành du lịch. Đó. Là sau khi các bạn học ngành Việt Nam học xong, nếu các bạn vẫn quan tâm và muốn trở thành một người hướng dẫn viên, chẳng hạn là hướng dẫn viên quốc tế chẳng hạn, để chúng ta có thể tiếp đón những đoàn khách nước ngoài, chúng ta giới thiệu về nền văn hóa, về ẩm thực, về những nét đặc trưng của con người, cuộc sống và điểm tham quan, lịch sử ở Việt Nam, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết nối được từ ngành Việt Nam học này, và chúng ta học bổ trợ thêm về kiến thức liên quan đến ngành du lịch, để chúng ta có thể sở hữu cho mình chiếc thẻ hướng dẫn viên quốc tế, để sau này chúng ta bổ trợ thêm cái công việc của mình dựa vào cái sở thích ngay từ ban đầu của bạn, là thiên là nghiên cứu nghiệp thiên về nghiên cứu về văn hóa, hoàn toàn có thể được. Dạ, em xin được cảm ơn hai cô. Bây giờ thì em xin được đọc câu hỏi của bạn Duy Khiêm. Dạ, thầy cô có thể sơ lược giùm em quá trình đào tạo của ngành du lịch được không ạ? Dạ. Cảm ơn câu hỏi từ Khiêm. Thì đối với ngành du lịch tại khoa du lịch trường Đại học Văn Lang sẽ được đào tạo ở bậc cử nhân. Tổng cộng chúng ta sẽ có 4 năm học chính, và mỗi năm như vậy sẽ có 3 học kỳ, gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Thì chúng ta sẽ học và xuyên suốt, và nếu các bạn chọn học ngành du lịch thì đặc biệt nữa, chúng ta sẽ có cơ hội được đi thực tập, đi kiến tập, đó là chúng ta sẽ tham gia những đường tour thực tế. Chẳng hạn ở năm nhất thì chương trình đào tạo của khoa du lịch trường Đại học Văn Lang sẽ tạo điều kiện cho chúng ta được tham gia cái đường tour, giúp chúng ta có một kiến thức tổng quan về định hình được đi theo tour du lịch một trọn gói là như thế nào, để giúp chúng ta có một cái cách nhìn tổng quan sơ bộ về ngành. Rồi tiếp theo đó, tùy theo chương trình đào tạo mỗi năm, mà có thể là năm 2 hoặc là năm 3, chúng ta sẽ được tham gia vẫn là một đường tour thực tế nhưng sẽ dài hơn. Chẳng hạn chúng ta sẽ có đường tour là miền Trung Tây Nguyên chẳng hạn, chúng ta sẽ đi trong vòng 12 ngày, 11 đêm, thì có đến 2 chương trình và đi theo từng bậc. Nghĩa là ở năm nhất sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quan về ngành, và ở năm 2 hoặc năm 3 sẽ cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn. Và thông qua chương trình đi thực tập đó, sinh viên sẽ được đóng vai là một hướng dẫn viên trên tour luôn, sẽ được thực hành những cái công tác này ở trên đường tour, và những thầy cô cũng như những chuyên gia sẽ tham gia và chấm điểm cũng như là góp ý xây dựng thêm cho chúng ta để sửa đổi chúng ta trước khi chúng ta bước ra khỏi môi trường đại học để bắt đầu vào chương trình học thực tế. Tiếp tục đó là tổng quan về 4 năm. Thế thì 2 năm đầu chúng ta sẽ đi những khối kiến thức về đại cương. Thì hầu hết, ví dụ như chúng ta chọn học ngành Việt Nam học, chọn học ngành du lịch và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sẽ có một số môn học nó có phần giống nhau ở khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành. Nhưng đến 2 năm tiếp theo chúng ta sẽ tập trung học về chuyên sâu hơn, và tại thời điểm này thì tùy thuộc vào bạn cảm giác là mình phù hợp với chuyên sâu nào hơn thì các bạn sẽ lựa chọn đăng ký và để học cái chuyên sâu đó và để tiếp tục ra trường. Ở giai đoạn cuối cùng, ở năm cuối thì chúng ta sẽ được thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, và đặc biệt hệ thống đối tác liên kết với khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang là rất lớn, và đối với những công ty, những thương hiệu lữ hành có thương hiệu lớn tại Việt Nam của chúng ta. Thì đây cũng là một cái cơ hội giúp cho chúng ta vừa được học nhưng mà vừa được thực hành thực tế tại doanh nghiệp thông qua hệ thống liên kết về đối tác của khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang. Và cuối cùng là chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ chọn hình thức là chúng ta làm luận văn, hoặc là chúng ta sẽ chọn học một học phần nào đó thay thế, rồi chúng ta kết thúc cái phần đó thì chúng ta sẽ chính thức bước ra trường. Và đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, điều kiện để tốt nghiệp tại khoa du lịch trường Đại học Văn Lang đó là cái trình độ ngoại ngữ của chúng ta, ngoại ngữ chính có thể là tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp, bắt buộc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ở bậc 3/6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thì hoàn toàn đủ về kiến thức cũng như là về trình độ ngoại ngữ để chúng ta có thể bắt đầu công việc thực tế sau khi ra trường. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và bây giờ thì Minh Khoa xin phép được đọc một câu hỏi
của các bạn inbox cho fanpage của trường Đại học Văn Lang. Dạ, câu hỏi liên quan đến ngành Việt Nam học. Bạn đã có hỏi là trong quá trình học thì ngành Việt Nam học sẽ được thực tập tại đâu ạ? À? Ngành học này có cơ hội tìm được công việc với mức lương cao hay không ạ? À? Dạ, em mời cô Lê. Về ngành Việt Nam học, trong quá trình thực tập thì chúng ta đầu tiên là các em sẽ thực tập ở Việt Nam, có thể đến các vùng đất trên Việt Nam và chúng ta nghiên cứu, và chúng ta nghiên cứu một cách chuyên sâu về thời tiết, địa lý, khí hậu, có thể là bên cạnh đó liên hệ nghiên cứu tìm hiểu về các làng nghề truyền thống, các nền văn hóa, rồi về ẩm thực, về nghệ thuật, tất cả những cái gì mà cấu thành nên một cái bản sắc vô cùng đặc biệt của người Việt Nam, người miền Nam khác người miền Trung, khác người miền Bắc như thế nào, về ẩm thực của miền Trung, miền Nam, miền Bắc nó khác nhau như thế nào, đòi hỏi chúng ta phải có một cái góc nhìn rất là chuyên sâu, chúng ta phải đi thực tế. Chẳng có gì bằng thực tế, chúng ta phải đến ăn món ăn đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó và nói lại cho mọi người nghe, thì bằng cái cảm nhận của mình thì nó sẽ hoàn hảo hơn là chúng ta chỉ ngồi ở nhà và đọc tài liệu. Nên việc mà các em đi thực tế để tìm hiểu được bản chất thực sự, cái gọi là một cái nét đẹp bên trong đó, nó vô cùng quan trọng. Vì vậy là ngành Việt Nam học rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta đi thực tế. Đầu tiên là thực tế ở chính Việt Nam, là chúng ta hiểu biết về quê hương đất nước, về con người chúng ta. Sau đó chúng ta có cái sự liên kết với các nước trên khu vực và chúng ta có thể đi theo hướng trao đổi sinh viên. Các em có thể đi qua nước ngoài và có thể sinh sống ở đó trong một cái khoảng thời gian nào đó mà được sự cho phép chấp thuận giữa đôi bên, nằm trong một cái chương trình cụ thể. Khi đó chúng ta đi vào thực tế, chúng ta sẽ nắm rõ hơn về việc trao đổi sinh viên giữa Việt Nam với các nước mà chúng ta có đặt một cái hệ thống chung với nhau, như là cô đã nói rồi, là các nước như là Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối và chúng ta sẽ đi thực tập ở các nước đó và chúng ta sẽ trao đổi với nhau về học vấn, về tất cả mọi thứ mà nó làm nên cái nền văn hóa nó khác nhau, nó đặc biệt. Tôi khác bạn khác tôi, nhưng mà chúng ta hướng tới một cái sự phát triển, một sự phát triển và đem cái văn hóa của tôi, đem cái tinh thần của tôi ra mà chúng ta nói chuyện và hợp tác với các nước trên thế giới. Thì đó là cái việc là chúng ta có thể đi thực tế ở trong nước, với nước ngoài. Rồi ngoài ra một cái ngành học mà cô nói là bộ môn tiếng Việt cho người nước ngoài, thì các em có thể là đến thực tập ở chính các doanh nghiệp mà có cái sự hoạt động, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, và chúng ta đến đó để chúng ta hiểu về cái cách họ làm việc ở Việt Nam như thế nào, rồi chúng ta có một cái sự trao đổi về ngôn ngữ. Ví dụ như đó là một cái công ty về Nhật Bản, chúng ta có sự trao đổi giữa tiếng Việt, tiếng Nhật, giống như là hai cái ngôn ngữ mà họ thì có nhu cầu đến Việt Nam thì họ muốn học tiếng Việt Nam, và chúng ta thì muốn có một cái môi trường để tiếp xúc để mà nâng cao trình độ tiếng Nhật. Đó là không có gì hoàn hảo bằng cách tương tác trực tiếp như vậy. Chúng ta có thể đi thực tập trực tiếp ở cái doanh nghiệp là người nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Đấy, có nghĩa là cô muốn chốt lại một điều là chúng ta đi tất khắp Việt Nam trên cái mảnh đất hình chữ S chúng ta. Chúng ta đến với các nước trong khu vực, các nước trên thế giới. Thậm chí chúng ta đến ngay cả cái doanh nghiệp người Việt Nam đang làm việc ở đó, là họ quản lý bởi các doanh nghiệp của người nước ngoài. Đó là cái môi trường thực tập rất là đa dạng. Các em có thể lựa chọn nó phù hợp với phong cách của mình, phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với mọi điều kiện của mình, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái khu vực mà chúng ta thực tập cho nó phù hợp. Dạ, như vậy thì sau khi ra trường thì cơ hội việc làm của ngành mình cũng như là mức lương thì như thế nào không em? Cô muốn nói với các em là vì ngành của chúng ta là đa ngành, chúng ta có một cái nền tảng về ngôn ngữ, chúng ta có nền tảng về văn hóa, chúng ta có những cái kỹ năng mềm trong giao tiếp, rồi chúng ta lại có cái vốn hiểu biết về nước bạn, các văn hóa của nước bạn, hoàn toàn có thể là hợp tác với các công ty mà mang tính nước ngoài á, thì nước ngoài thì sao, lương được tính bằng đô rồi, là hoàn toàn có một cái thu nhập cao và đáng để chúng ta đầu tư ngay từ bây giờ, và ngoài ra thì nếu các bạn đó là những bạn có cái năng khiếu về ngoại ngữ, có một cái niềm đam mê về ngoại ngữ và đam mê về cái việc là chúng ta kết nối với người nước ngoài, còn những bạn mà muốn là
về tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, chúng ta đi theo con đường nghiên cứu, có thể trở thành một giảng viên đại học trong tương lai, hoặc là làm ở những cái vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính sự nghiệp liên quan đến bảo tàng, thư viện, hay là các cơ sở mà gọi là du lịch. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta có thể là một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Bên cạnh việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là chúng ta trao đổi về văn hóa. Tại vì ngôn ngữ nó luôn luôn đi đôi với văn hóa các bạn. Nên là chúng ta hiểu về ngôn ngữ, chúng ta hiểu về văn hóa thì chúng ta sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Và giao tiếp là cái chìa khóa để chúng ta kết nối gần nhau hơn. Và cái chìa khóa để mở ra nhiều cái cơ hội mới. Bạn muốn kết nối và làm ăn kinh tế với một công ty nào đó thì đầu tiên chúng ta phải có cái sự tương tác về ngôn ngữ. Thì cái ngành học Việt Nam học trong đó có cái chuyên đề, một cái chuyên ngành là tiếng Việt cho người nước ngoài, đó là một cái cơ hội để chúng ta giao tiếp, làm việc với người nước ngoài, thì điều đó sẽ tăng hơn cái khả năng về thu nhập của chúng ta. Rồi bên cạnh đó là có thể là làm ở các về lĩnh vực truyền thông là báo chí, như các em mong muốn đó. Và chúng ta, vì chúng ta có vốn kiến thức rồi, và chúng ta có học bài bản về ngôn từ rồi, viết lách rồi, thì chúng ta có thể làm ở các lĩnh vực truyền thông, báo đài. Thì đó là một cái nhu cầu, báo đài truyền thông là một cái nhu cầu không thể thiếu trong mọi xã hội, rồi trong mọi cái thời kỳ. Nên là cô nghĩ là hoàn toàn dễ trong cái việc chúng ta tìm kiếm việc làm, và tùy theo năng lực của mọi người và tùy vào cái nỗ lực của mọi người thì chúng ta hoàn toàn có một cái mức lương xứng đáng với lại cái năng lực của mình. Có một cái ý mà sau phần trình bày của cô Lê vừa rồi, cũng như là câu hỏi mà bạn đặt ra, thì từ nay đến giờ mình chỉ nghe là vấn đề là làm ngành đó, học ngành đó xong làm thì thu nhập có cao hay không. Nhưng thu nhập chắc chắn nó phải đi đôi với năng lực của chúng ta. Và quan trọng, cô nghĩ là quan trọng trong thời gian 4 năm chúng ta học đại học thì chúng ta phải nỗ lực như thế nào đó, chúng ta phải tích lũy về kiến thức, chúng ta phải tích lũy về kỹ năng, cũng như trao dồi cho mình những thái độ đúng đắn với ngành nghề nó tốt. Thì khi đó chúng ta bước ra trường, chúng ta sẽ giống như là khi cơ hội mà đến thì chắc chắn chúng ta phải có cái nguồn năng lực dự trữ sẵn trong người rồi. Không thể nào chúng ta gặp cái cơ hội và chúng ta chưa chuẩn bị gì cả, và chúng ta không thể nào đón nhận được cái cơ hội đó. Nên cô nghĩ một phần ảnh hưởng, chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập, bắt buộc sẽ phải, nó xuất phát từ năng lực bản thân. Và có một thông điệp tại trường đại học Văn Lang mà bản thân, về cá nhân, góc nhìn cá nhân của cô thôi, cô cảm thấy rất là thích, đó là Văn Lang định hướng mỗi cá nhân tham gia học ở trường học đại học Văn Lang sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình qua mỗi ngày. Thì đây là một cái thông điệp mà bản thân cá nhân cô thôi cảm giác rất là thích. Bởi vì chúng ta muốn bắt kịp với xã hội, rõ ràng chúng ta thấy là bây giờ công nghệ thông tin, mọi thứ nó phát triển rất là nhanh rồi và rất là vượt trội. Nếu chúng ta mãi chỉ dậm chân tại chỗ và chúng ta bằng lòng với bản thân mình tại thời điểm này thôi, thì chắc chắn sau 2 năm, 3 năm, thậm chí có những người ra trường đến 4, 5 năm sau khi ra trường, họ vẫn chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Bởi vì tư tưởng, bởi vì quan điểm chúng ta chỉ như vậy là tốt rồi. Cho nên là thông qua phần chia sẻ của cô Lê, cô muốn các bạn hãy hiểu rõ hơn là chắc chắn năng lực sẽ phải đi đôi với thu nhập. Cho nên muốn có thu nhập tốt, bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, sẽ có những áp lực nhất định. Chúng ta phải chuẩn bị cho mình về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ thật tốt. Chúng ta nắm bắt cơ hội, chúng ta phải cố gắng từng ngày để chúng ta đạt được cái mà chúng ta đang mong muốn. Thì như vậy có mới có thể hướng đến thành công cho chúng ta được. Và đầu tiên là trước mắt bây giờ là chúng ta phải có một cái tấm vé vào đại học, và chúng ta sẽ lựa chọn một cái ngành mà chúng ta thực sự cảm thấy yêu thích, và mình có năng lực, mình có cơ hội và mình thích. Thì chính cái mà niềm đam mê và sự yêu thích, sự tôn trọng nghề nghiệp, đó là thu nhập của các bạn. Đó là thu nhập của các bạn. Tiền ở đó.
Dạ, em cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và câu trả lời của hai cô đã vô tình vẽ nên một cái bức tranh để các bạn có thể hình dung được rất là rõ cái con đường đi của mình trong những năm đại học và sau khi ra trường, mình nên làm như thế nào để có được những cái bước đi tốt nhất. Dạ, tiếp theo một câu hỏi về ngành du lịch. Dạ, hồi nãy thì cô Linh có nói về cái phần này rồi, nhưng mà bạn muốn hỏi chi tiết hơn nữa. Dạ, theo cô, thưa cô, học ngành du lịch em có cần học ngôn ngữ phụ không ạ? Và nếu có thì mình sẽ được học những thứ tiếng nào ạ? Về phần này thì lúc nãy lúc mà giới thiệu chương trình đào tạo thì cô cũng đã trình bày rồi, nhưng mà cô sẽ giới thiệu lại để cho bạn có thể nắm bắt được thêm. Thì theo cô, trong xã hội với xu thế phát triển hiện nay, việc trang bị thêm cho mình một ngoại ngữ phụ là điều vô cùng cần thiết. Chắc chắn nếu chúng ta có thêm được ngoại ngữ phụ, đó là cái thế mạnh của bản thân chúng ta rồi. Đúng không cô Lê? Thứ hai đó là về những ngoại ngữ phụ mà khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang đang có trong chương trình. Đầu tiên sẽ là tiếng Hoa, thứ hai đó là tiếng Pháp, thứ ba là tiếng Hàn, và thứ tư đó là tiếng Nhật. Thì tùy cái sở thích của mỗi cá nhân và khả năng về ngôn ngữ của bản thân, chúng ta có thể lựa chọn một ngôn ngữ phụ mà bản thân các bạn cảm thấy thật sự thích và quan tâm đến nó để chúng ta đăng ký, song song với việc chúng ta được đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Và có, phải nói là rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta cần phải học để có thể đạt được những cái ước mơ của mình. Và yếu tố ngoại ngữ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, đúng không cô? Đặc biệt là ngành du lịch của mình cũng như chính là ngành Việt Nam học là phải giao lưu với bạn bè quốc tế rất là nhiều, cho nên yếu tố ngoại ngữ cũng là một trong những yếu tố cần phải đặt lên hàng đầu. Nếu như sau này chúng ta làm hướng dẫn viên thì sẽ có hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế. Thì trong hướng dẫn viên quốc tế sẽ có hai hình thức nữa. Đó là một là chúng ta tiếp đón khách nước ngoài đến Việt Nam, thì bắt buộc là bạn phải có ngoại ngữ rồi, ít nhất là một ngoại ngữ chính là tiếng Anh, hoặc là một ngoại ngữ bất kỳ mà phải sử dụng, đó là ngoại ngữ chính, ngôn ngữ chính của chúng ta khi chúng ta thuyết minh. Thứ hai đó là hình thức du lịch outbound, đó là chúng ta đưa khách từ Việt Nam đi ra nước ngoài du lịch. Thì chắc chắn bạn muốn trở thành một hướng dẫn viên quốc tế có thể đưa khách đi ra nước ngoài du lịch thì bắt buộc tiếng Anh các bạn phải biết là đầu tiên rồi. Còn nếu như các bạn có thêm ngôn ngữ thứ hai nữa, đó là một điểm cộng vô cùng lớn dành cho chúng ta khi chúng ta làm công việc thực tế sau này. Kể cả ngành Việt Nam học cũng vậy, khi mà các em giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thì phải thông qua một ngôn ngữ trung gian là tiếng Anh. Và nếu như chúng ta có một ngôn ngữ nữa, chẳng hạn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, thì thật là một điểm cộng, và nó hoàn toàn gọi là cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể dạy được nhiều lớp hơn, dạy được nhiều quốc gia hơn, dạy được nhiều người hơn. Đó. Dạ, em xin được cảm ơn hai cô ạ. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Dạ, em xin được hỏi hai cô một câu để mình kết lại cái phần Q&A này, là về các bạn sinh viên sau khi mà các bạn ra trường thì các bạn cần phải bắt đầu tìm việc làm ấy. Cho nên là trong quá trình học thì mình cần phải trang bị cũng như là trau dồi những kỹ năng mềm nào để có thể thành công cũng như là gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng ạ. Và đầu tiên thì em xin mời cô Lê trước với ngành Việt Nam học của mình ạ. Các bạn muốn là chúng ta sẽ chúng ta sẽ phải trang bị những cái kỹ năng mềm nào? Đầu tiên trong chương trình học của trường đã có những cái lớp, những cái chuyên đề mà bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho các em, như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, tùy vào từng cái ngành học mà chúng ta sẽ có những cái kỹ năng nó bám sát hơn. Đó. Ví dụ như ngành Việt Nam học thì các em có thể là học về một cái chương trình gọi là phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, để sau này các em có thể trở thành một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Hoặc là cái gọi là những cái lớp mà tổ chức cho chúng ta cái cách mà chúng ta viết bài, chúng ta viết báo, các kỹ năng chúng ta viết lách, kỹ năng truyền thông, thậm chí là có những cái khóa học về quay phim, chụp hình để làm sao mà mình truyền đạt được hết cái vẻ đẹp hình thức. Nội dung là chúng ta
thông qua ngôn từ, nhưng mà về vẻ đẹp hình thức chúng ta có thể học những lớp quay phim, chụp hình để chúng ta chụp được một cái bức ảnh mà về cái địa phương đó nó lột tả hết cái tinh thần, hoặc là chụp về một người mẹ đi, làm sao mà họ có thể là nhìn vào để cảm thấy được một cái tình cảm thông qua một cái con mắt nghệ thuật. Thì cô muốn nói là ngành Việt Nam học bao gồm nhiều thứ, kể cả về cái tính chất mang tính nghệ thuật. Dạ, em cảm ơn cô Lê ạ. Dạ, còn cô Linh với ngành du lịch, dạ em mời cô. Với ngành du lịch tại khoa du lịch trường Đại học Văn Lang, thì các bạn trong quá trình các bạn học 4 năm thì các bạn sẽ được trang bị khá là nhiều các chuyên đề liên quan đến kỹ năng mềm. Và trong đó nếu mà để bám sát với chuyên sâu là hướng dẫn viên cũng hoặc là chuyên sâu làm việc trong các cơ quan ban ngành ở nhà nước, các trung tâm xúc tiến, thì đầu tiên có rất là nhiều kỹ năng. Thì trên đây cô chỉ xin phép liệt kê một số kỹ năng chính thôi. Thứ nhất đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, thì cái này chắc chắn các bạn sẽ được trang bị. Và kỹ năng giao tiếp ở đây không chỉ là kỹ năng giao tiếp đối thoại với nhau thôi, mà sẽ có những thông tin liên quan đến giao tiếp thông qua văn bản, thông qua ngôn ngữ trình bày trên email chẳng hạn, hoặc là thậm chí là giao tiếp thông qua điện thoại thì bắt buộc phải như thế nào, ngoài việc chúng ta học giao tiếp trực tiếp với các du khách. Thứ hai đó là mình sẽ học về tâm lý của du khách, từ đó để chúng ta có những hành xử, chúng ta có những đánh giá, phân tích dựa trên những cảm xúc của du khách để chúng ta có thể đưa ra những cái hướng giải quyết vấn đề đúng đắn. Và một số kỹ năng khác chẳng hạn như là kỹ năng viết CV và kỹ năng phỏng vấn cũng sẽ được trang bị cho tất cả các bạn trong giai đoạn các bạn tham gia học tại khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang. Thì từ những cái kỹ năng này, các bạn tự tin, các bạn biết cách làm thế nào để viết một cái CV tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, và cách xuất hiện vào ngày phỏng vấn như thế nào, nên trả lời những câu ra làm sao. Thì những điều này các bạn đều được học thông qua những chuyên đề tại khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang. Dạ, em cảm ơn hai cô rất là nhiều ạ. Và các bạn thí sinh thân mến, qua những phần chia sẻ của hai cô vừa rồi thì Minh Khoa cũng mong là các bạn sẽ có thêm được những sự cố gắng từ những câu nói, những câu trả lời truyền động lực, truyền cảm hứng của hai cô dành riêng cho các bạn thí sinh ngày hôm nay xem livestream. Và ở phần cuối của chương trình thì em xin được phép mời hai cô sẽ gửi một lời nhắn hay là một lời động viên, khuyên nhủ nào đó dành riêng cho các bạn thí sinh, bởi vì là các bạn đã chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn rất là quan trọng. Đó là vào ngày 22 tháng 7 là các bạn sẽ bắt đầu chính thức điền nguyện vọng xét tuyển của mình lên hệ thống của Bộ. Dạ, cho nên là em xin được mời, trước mắt em xin mời cô Lê sẽ gửi một lời nào đó đến các bạn ạ. Ngày 22 tháng 7 là các em sẽ bắt đầu. Thì cô cũng muốn gửi đến các em một cái lời chúc tốt đẹp nhất. Cô mong là các em sẽ lựa chọn được cái ngành học mà các em thật sự yêu thích. Các em phải thật sự yêu thích cái ngành học đó để chúng ta có một cái động lực, có một cái sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì nó. Nên cái việc quan trọng là chúng ta phải suy nghĩ kỹ và chúng ta lựa chọn cái ngành học yêu thích của mình, về cái cơ hội ngồi lại ngẫm nghĩ lại về cái năng lực của mình, về cái niềm yêu thích của mình, rồi về cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, rồi chúng ta có thể là tham khảo ý kiến của bố mẹ để bố mẹ có thể đưa cho chúng ta những cái lời khuyên chân thành nhất, có thể hỏi những người có kinh nghiệm, những bạn bè có kinh nghiệm, những anh chị có kinh nghiệm để chúng ta lựa chọn cái ngành học phù hợp. Và cô mong là các bạn phải cố gắng để có một tấm vé để vào đại học. Đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể mở rộng cái sự hiểu biết của mình, rồi mở rộng được những cái mối quan hệ của mình, và có cái cơ hội là tìm kiếm việc làm để mà nâng cao cái thu nhập, hiểu biết của bản thân. Và cô rất hy vọng là sẽ gặp được các bạn ở trường Đại học Văn Lang. Dạ, cô Lê là hẹn gặp các bạn ở trường Văn Lang trong thời gian tới rồi đó. Còn cô Linh thì sao ạ? Dạ, em mời cô. Có lẽ là những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời dặn dò hết sức chi tiết thì cô Lê đã có gửi lời gửi gắm đến cho tất cả các bạn rồi. Thì để kết thúc buổi chương trình livestream của chúng ta ngày hôm nay, cô chỉ xin mong rằng các bạn có thể chọn được một ngành nào đó mà chúng ta cảm thấy thật sự thích. Giống như cô Lê có chia sẻ, chúng ta phải thích thì chúng ta mới
vì nó mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng hoàn thiện những cái mặt yếu của bản thân chẳng hạn, để chúng ta hoàn thành được tốt chương trình. Và chỉ mong rằng cho dù là các bạn chọn ngành du lịch, cho dù các bạn có chọn ngành Việt Nam học để chăng nữa, ngành nào cũng được, miễn sao các bạn cảm thấy thích thú với cái ngành đó, đồng thời các bạn có sự nỗ lực. Trước khi tìm tòi, các bạn có sự nỗ lực để tiếp tục, sau khi mà mình chọn xong rồi, mình đạt được cái nguyện vọng đó rồi, thì mình phải cố gắng hết sức để chúng ta tiếp tục với cái ước mơ đó. Thì chúc các bạn thông qua chương trình hôm nay có thể được lựa chọn được ngành mà mình cảm thấy yêu thích và phù hợp, cũng như đạt được nguyện vọng xét tuyển như ý mà các bạn mong muốn. Em một lần nữa thì thay mặt cho ban biên tập của chương trình, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai cô Lê và cô Linh. Ngày hôm nay hai cô đã dành thời gian để ngồi đây và tư vấn cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào mái nhà Văn Lang. Và cũng chúc cho hai cô có thật nhiều sức khỏe và cũng như là sẽ phát triển hơn nữa trong công việc của mình trong tương lai các cô nha. Minh Khoa cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn nhỏ, các bạn trẻ ngày hôm nay đã xem đến giây phút này, và cũng hy vọng là sẽ thấy được sự hiện diện của các bạn trong ngôi trường Văn Lang trong một thời gian ngắn không xa sắp tới các bạn nha. Và các bạn thân mến, chúng ta cũng đừng quên lịch phát sóng định kỳ của livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang vào lúc 18 giờ tối thứ ba hàng tuần trên fanpage của nhà trường các bạn nha. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng tiếp theo vào thứ ba tuần sau. Xin chào! Xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Họ đây xa xa đình đây, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn vàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa.